Rồi, trường Marie Curie là này ở quận 3 ha, giải đề lý khối 10, thời gian là 45 phút, năm 2023 là đề năm rồi đó. Theo chương trình chuẩn thì ở thành phố mình nó học là chương trình sáng tạo ha. Rồi, nó có hai trang, nội dung của nó như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu từng câu. Câu số 1. Giờ thi tốt nghiệp nó thay đổi rồi, bạn biết thông tin đó rồi đúng không? Sau này bạn rất là khỏe đó, còn có 4 môn mà toán văn là bắt buộc nha. Còn bạn chọn 2 môn, nếu bạn học lý hóa, bạn chọn luôn lý hóa là coi như là mấy bạn khỏi học gì nữa hết đúng không? Chỉ học thêm môn ngữ văn nữa là được, là dư sức để thi tốt nghiệp. Rồi, điền các cụm từ tích hợp vào chỗ trống. Chuyển động của một của vật trong hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau, chuyển động đó có tính gì? Mình học qua hôm rồi đúng không? Tính tương đối nha. Tính tương đối tức là cái số 1 này các bạn sẽ trả lời đó là tương đối. Nên tại sao nó là tính tương đối thì trong cái lý thuyết của chúng ta nó có nói nha, đó là cái tương đối đây, tính tương đối của chuyển động nha, tương đối. Cho em coi luôn à, cái này tính tương đối của chuyển động đây đấy, đúng không? Một vật được xem là hệ quy chiếu này nhưng lại là chuyển động đứng yên, hệ quy chiếu này chuyển động bị quy chiếu khác, thì cái này gọi là có tính chất tương đối đó, trong lý thuyết ha. Chuyển động hệ quy chiếu khác nhau đó là như vậy. Rồi cái câu cái hai được chưa, cái hai là như thế nào nha, là vật chuyển động có kích thước rất nhỏ so với quãng đường đi được thì vật được coi là gì? Mình đã học rồi phải không nha, chắc điểm đấy, thì trong lý thuyết của mình nó cũng có luôn cái phần đó là chắc điểm đấy, chắc điểm đây. Một vật được coi là chắc điểm nếu kích thước rất nhỏ so với quãng đường mình nó đi được trong khoảng cách mà ta đề cập đến nha, so với khoảng cách đó. Rồi cái số 3, số 3 như thế nào? Tốc độ trung bình cho ta biết cái gì? Tính chất nhanh hay chậm của chuyển động nha. Nhanh hay chậm? Đó, thì chúng ta có phần là tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động. Rồi. Tiếp theo số 4, tốc độ hay còn gọi là tốc độ trung bình nữa, hiểu chưa? À, nhớ nha. Rồi số 4 là còn tốc độ tức thời là khác, như bạn hiểu không? Số chỉ trên tốc kế cho ta biết gì? Tốc là vận tốc, kế là cái thước đo vận tốc, hiểu không? Nhưng mà chỉ trên tốc kế là ví dụ mình lúc mình đang chạy ở vị trí đó thôi, thì cái đó ta gọi là tốc độ tức thời, hiểu không? Tức là có lúc nhanh lúc chậm đúng không, mà ngay cái vị trí mình đang xét đó người ta gọi đó là tốc độ tức thời nha. Đó là ngay cái vị trí đó, cái này thì không có trong lý thuyết và chúng ta phải làm, chúng ta phải nhớ này là nói chung là những kiến thức liên quan đến thực tế thôi, được chưa, và vận dụng vào để chúng ta giải quyết vấn đề đúng không? Chứ không phải cái gì cũng có trong sách giáo khoa hết nha, sách giáo khoa có mỏng lét có mấy, có khoảng trong mấy chục trang làm sao có hết được mà. Rồi tiếp theo câu 2 ha. Nối nội dung ở cột A vào cột và cột B thành câu hoàn chỉnh. Học sinh chỉ việc viết lại kết quả ví dụ 1 gạch ngang A. Ví dụ qua nha, chứ không phải là 1A đâu nha. Rồi. Vậy rơi tự do là chuyển động như thế nào? Nhanh dần đều nha. Đó, vậy mình ghi là 1D đúng không? À, cái này nó có trong lý thuyết luôn. Cái phần là rơi tự do. Rồi mình đã biết cái này rất là quen rồi. Rơi tự do nha. Đây, sự rơi tự do này. Hiểu chưa? Đấy, là chuyển động, đặc điểm sự rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều. Hiểu chưa? Đó. Rồi, cái số 2. Thế nào? Hai lực bằng nhau. Khi lần lượt tác dụng vào một vật, thì lần lượt gây ra hai
gây ra hai vectơ gia tốc như thế nào? Gây ra hai vectơ gia tốc như thế nào là hai vectơ gia tốc cùng hai lực cân bằng nhau nha, là hai lực bằng nhau chứ lại không phải cân bằng mà là hai lực bằng nhau, khi lần lượt tác dụng vào một vật lần lượt gây ra cho hai vectơ gia tốc là hai vectơ gia tốc này. Mình phải hiểu đó là gì, bằng nhau luôn được chưa? Tại vì sao bằng nhau? A hai phải là E, bởi vì hai lực bằng nhau là hai, mình hiểu không, hai cái lực nó bằng nhau đây nè. À, hai cái lực nó bằng nhau, thí dụ lực F1 đi. Đấy. À, ví dụ lực F2 hai vectơ bằng nhau đúng không? À, mình tác dụng đều cùng vô một cái vật đó, hiểu ha? À, thì nó sinh ra gia tốc như thế nào thì mình dùng cái định lực hai Newton, vật này đều là khối lượng m đúng chưa? Mà F là bằng gì? F là bằng m nhân cho a đúng không? Đấy. Hay là a là bằng gì? F chia cho m đó. Mà m giống nhau, F1 và F2 giống nhau, cho nên A nó cũng giống nhau, hiểu không? Đó, là giải thích rồi đó. Nha, hai vectơ gia tốc bằng nhau luôn. Rồi, hiểu chưa? Câu 3 nha. Nguyên nhân gây ra sự làm thay đổi vận tốc của một vật là gì? Đó là lực tác dụng. 3B nha, lực tác dụng làm biến dạng hoặc là làm thay đổi vận tốc của vật. Thì cái này chúng ta có học trong lý thuyết nha. Đó là mình hiểu cái phần lực tác dụng, lực ha, lực tác dụng được chưa? À, lực tác dụng là gây ra cái gì được chưa, chúng ta hiểu ha? À, ở đâu nó nằm cái phần lực tác dụng nha, làm biến dạng, cái chữ biến dạng. Đấy. Lực nè nè, lực có tác dụng là làm gì, làm biến dạng hoặc là làm thay đổi vận tốc đó, trong lý thuyết có nha, trong sách giáo khoa thôi được chưa? Đó, thầy hướng dẫn cho hiểu luôn chứ không phải là học ở đây là chỉ biết không nằm đâu luôn ha. 4. Độ dốc của tiếp tiến của đồ thị vận tốc theo thời gian cho ta biết cái gì, cho ta biết là gia tốc của vật nha. A đó, độ dốc của tiếp tiến, dốc của tiếp tiến. Đó, cái từ dốc của tiếp tiến này nè cho ta biết ha. Đấy. À, độ dốc của tiếp tiến đồ thị T cho ta biết gia tốc, cái độ dốc của tiếp tiến cái này à, cho ta biết gia tốc của vật. À, cái này chúng ta học phần gia tốc, gia tốc của chuyển động không biến đổi đều à. Nè đây nè, gia tốc tức thời hay còn gọi là gia tốc, hiểu không ạ? Là trong một vật có giá trị bằng độ dốc của tiếp tiến so với thời gian đó, hiểu không? Gia tốc tức thời hoặc là gia tốc cũng được. Để đây là nó nói cái gì, nó nói đây là gia tốc thôi, hiểu không? Đấy rồi, mình hiểu ha, là xong câu 2 rồi. Có chỗ nào không hiểu hỏi thầy nha, lý thuyết thôi có gì đâu không hiểu. Rồi, chúng ta đi vào câu câu 3A à, trước nha. À. Rồi. Thế nào là hai lực cân bằng? Ý này trong lý thuyết có, được không? À, hai lực cân bằng là hai lực tác dụng vào cùng một vật, đúng không? Thì vật nó là hai lực tác dụng vào cùng một vật thì nó, nếu mà vật đứng yên thì nó đứng yên, còn nếu mà vật chuyển động thì nó chuyển động thẳng đều. Thì hai lực như vậy gọi là, thế là hai lực cân bằng. Trong cái lý thuyết mình có nha. À, hai lực cân bằng này. Nè, hai lực vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều, hai lực này gọi là hai lực cân bằng. Đó, được chưa? Thì chúng ta ghi lại cái đó là chúng ta ghi là hai lực cân bằng, trả lời giống như nó thôi, nó chẳng qua nó ghi ngược. Đó, hai lực cân bằng là hai lực nha. Đó, cùng tác dụng vào cùng một vật. Đấy, thì vật đứng yên hoặc là chuyển động thẳng đều. Rồi, hiểu không?
Xong, câu A. Nó đi vào câu B. Ngày 12 tháng 11, ngày 12 tháng 11 vừa qua, tổ vật lý trường trung học Marie Curie đã phối hợp với trung tâm Simpson tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tham gia chế tạo chiếc ghế chịu lực làm từ giấy bìa ca tông. Cái này là có thiệt luôn nha mấy em. Cái hình này là học sinh của trường đó luôn. Rồi, hãy nêu cặp lực cân bằng trong trường hợp học sinh ngồi trên cái ghế để thử tải. Chân của học sinh không được chạm ghế. Nè, nó đưa lên, mình thấy chưa? Thì cái này dễ thôi, đâu khó, được chưa? Này là sao? Là chúng ta hiểu không? Trong một cái học sinh này đúng không? Tức là nó hỏi gì? Hãy nêu cặp lực cân bằng trong trường hợp khi học sinh ngồi lên cái học sinh đúng không? Học sinh đó là hiểu như là cái hình vuông, hình chữ nhật này nè, hiểu không? Học sinh là giống như là đóng vai trò là hình chữ nhật này vậy đó, được chưa? Cho mấy em dễ hiểu. Thì khi học sinh nó ngồi lên chiếc ghế thì nó sẽ có hai lực cân bằng nhau. Cái lực này là luôn luôn tác dụng vô đó là lực gì biết không? Gọi là lực hút trái đất hay còn gọi là trọng lực đó nha. À, lực hút trái đất hay gọi là trọng lực. À, thì cho một cái màu xanh chẳng hạn. À, cái lực thứ hai là nó sẽ cùng bằng cái lực này nó mới cân bằng được nha. Hai lực này phải bằng nhau mình vẽ mà cái dài cái ngắn là sai đó. Đó, vậy nó bằng nhau ha. Để cho này màu đỏ chẳng hạn. Được chưa? Hai lực đó cân bằng nhau. Đúng không? Cái trọng lực là lực hút của trái đất á thì nó ký hiệu là cái chữ B đúng không? Đấy. Còn lực năng thì thường người ta ký hiệu là chữ N. Đúng không? Chữ N. Đó. Gọi là phản lực. Được chưa? Thì cái hình vẽ là thầy mô phỏng cho em hiểu luôn á, chứ là thật ra chúng ta không cần vẽ hình. Chừng nào nó kêu mình hãy vẽ hình biểu diễn à, thì chúng ta mới vẽ ra, được chưa? Giống như lý lớp 8 vẽ này ra dễ à. Đấy, hiểu ha. 8 là chúng ta có vẽ này rồi nha, lý lớp 8 là chúng ta học này rồi à. Chẳng qua là lớp 10 nó học kỹ rồi thôi. Phân tích làm toán hơn, còn lớp 8 không có tính toán. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ trả lời đó là gì? Đó là câu B này nó là trọng lực nha. Nó hỏi rằng là hãy nêu cặp lực cân bằng trong trường hợp này, thì cặp lực cân bằng á nha. Cặp lực cân bằng là trọng lực nha. Mà là thứ nhất là trọng lực, mình sẽ ghi là trọng lực à, ví dụ là chữ B ngang, được chưa? À, trọng lực, lực là một đại lượng vectơ đúng không? Của trái đất. Và thứ hai đó là phản lực, phản lực của ghế à, là chữ N. Cặp lực cân bằng tác dụng lên học sinh ha. Rồi, đó là hoàn thành xong câu số 3 chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu số 4. Thế nào? Phát biểu nội dung của và viết biểu thức của định lực 3 Newton thì dễ quá rồi, định lực 3 là gì? Khi vật A tác dụng vật B một lực thì vật B cũng tác dụng A một lực, hai lực này sao cùng giá cùng độ lớn ngược chiều. Đúng không? Thì nội dung của định lực 3. Nên đặc điểm của lực và phản lực tương tác trên lực 3 Newton thì đặc điểm là có cùng bản chất nè. Hai lực đối nhau là xuất hiện và biến mất cùng lúc đúng không? Tác dụng vào hai vật khác nhau nên không thể triệt tiêu lẫn nhau đó. Rồi. Vậy là chúng ta chỉ cần ghi lý thuyết thôi, học thuộc là làm được ha. Nó nằm ở cái nội dung 3 định lực 3 Newton. Chưa? Đó. Chúng ta chỉ cần ghi lại là xong. Phát biểu định lực 3 Newton. À, định lực 3 Newton. Đó. Rồi.
biểu thức. Chúng ta ghi cái biểu thức ra, được chưa? Biểu thức. Hãy ghi biểu thức nó ra. À. À. Hiểu ha. Tiếp theo đó là cái gì? Hỏi ý thứ hai đó là đặc điểm của cặp lực và phản lực. Đây, đặc điểm này. Này, có cái đặc điểm này. Đặc điểm nha. Đặc điểm của lực và phản lực trong trường hợp định lực 3 Newton. Đó là mình ghi bốn bốn ý nha. Đó. Có cùng bản chất. Hai lực đối, trực đối xuất hiện và biến mất cùng lúc, tác dụng hai vật khác nhau, không triệt tiêu. Cái này là hết rồi. Giờ không không nói nữa, bây giờ mình chỉ làm cho nó đúng thôi nha. Rồi là xong. Được chưa? Tức là chúng ta hoàn thành được cái phần lý thuyết rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập đây. Nè. Đi vào phần bài tập. Được chưa? Rồi. Bài tập nha. Bài này chắc cũng dài cho nên thôi sửa dòng luôn cho nó gọn nha. Ở đây mình tóm tắt cái đề trước. Vật lý là nó phải có phần tóm tắt. Giờ mình lên lên lớp 12 cũng vậy luôn. Từ lớp 10, lớp 12 y chang. Một vật có khối lượng là 3 kg, tại m 3 kg. Bắt đầu chuyển động với bằng nhanh dần đều, tức là bắt đầu là ban đầu, vận tốc bằng không, nhanh dần đều là a dương. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Rồi, sàn nằm ngang, tác dụng của lực ép 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 kéo có độ lớn. Độ lớn là không ghi vectơ nha, là 10 Newton theo phương song song với mặt sàn. Do có lực cản của mặt sàn theo phương ngang, lực cản tức là mình đặt ép ma sát đi, ép ma sát nha, ép ma sát đó có nha, ép ma sát sinh ra. Rồi ép ma sát là có đó, cái này mình hiểu nè, mình có ép ma sát nha. Rồi tiếp theo là sau khi đi được khoảng thời gian 2 giây và đi được quãng đường, tức là khi t bằng 2 giây, thì cái quãng đường là 3 mét. Qua nó kêu vẽ hình và phân tích lực. Phân tích lực tác dụng vẽ hình và phân tích lực. Bây giờ nó không kêu mình cũng làm nữa đúng không, nó không kêu mình cũng làm này nữa. Rồi câu B là tính gia tốc của vật và độ lớn của lực cản. Gia tốc và độ lớn, ép cản là ép ma sát. Có nhiều người cái FC gì cũng đúng luôn, nhưng mà cái mặt sàn là ma sát đó bạn, cản là do ma sát. Rồi cái này thì thầy sẽ vẽ riêng ra, thầy để dành để mình sử dụng hoài luôn cái hình này luôn, được chưa? Rồi đây thầy vẽ cho em xem nha. Rồi có chỗ nào không nhìn thấy thì báo thầy nha, nhiều khi cái like chiếu á nó không có thấy đó. Sàn thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ cho đây là chính là cái mặt sàn nằm ngang đấy. Rồi cái vật đúng không, vật thì mình thường đặt hình chữ nhật là đẹp nhất, ít ai chọn hình vuông, cũng hình tròn là học càng không 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 chọn nha. Rồi sau đó mình vẽ bao nhiêu lực tác dụng lên, tức là đầu tiên hai cái lực cơ bản nhất là mình phải hiểu, đó là hai cái lực đó nó phải bằng nhau và ngược chiều, đó là trọng lực và phản lực. Hai vectơ là phải vẽ bằng nhau nha, không có được vẽ dài ngắn nha. Bạn vẽ dài ngắn nhiều khi giáo viên cũng không trừ điểm, nhưng mà theo bản chất là không có đúng. Rồi cái ma sát đó là nó luôn luôn cái vật mà nó kéo được đi tới thì cái vectơ đi tới nó phải dài hơn cái vectơ ma sát. Cho nên mình ví dụ mình vẽ ma sát đây là hai ô. Ma sát thường nó nhỏ lắm bạn, nó xíu xíu à, như đây thôi. Nhưng mà thôi kệ, vẽ gì cho nó dễ nhìn. Đúng không? Dùng ma sát gì đi. Thì cái vết lực kéo thường nó phải dài, mà dài bao nhiêu dây đại đi chứ biết nhiêu giờ. Đúng ra mình phải tính ra mình vẽ đúng tỷ lệ nó luôn, tỷ lệ xích. Nhưng mà thôi không cần, đó người ta không bắt lỗi đâu nha. Đó, đó là này là lực kéo nè.
Rồi trong cái hệ trục tọa độ OXY mà mình phải gán nó vô, thường ta vẽ đây, có người để đây nè, có người để đây, có người vẽ nguyên cái trục OXY lên luôn cũng đúng luôn. Nhưng mà cái cách này là dễ nhìn nhất nè. Đó, hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ lấy cái hình này và chúng ta sẽ trang bị tất cả những cái thành phần lên cái hình này. Đó, để chúng ta làm, được chưa? Đấy. Lưu cái này lại luôn, để sau này chúng ta làm mấy cái bài tập liên quan ha. Rồi đó, thì ở đây chúng ta sẽ dùng bao nhiêu lực tác dụng lên. Đầu tiên đó là lực gì biết không? Đó là lực ma sát ha. Ma sát ghi theo thứ tự từ trái sang phải đi ha. Đó, F ma sát. Rồi tiếp theo là lực gì? Trọng lực. Rồi tiếp theo là phản lực. Tiếp theo là lực kéo. Và tiếp theo đó là hệ trục OXY nha. O, X, Y. Đó. Rồi, chúng ta lấy mấy cái đại lượng này chúng ta gán nó lên hệ trục tọa độ đó là xong. Chưa? Đấy. Tôi quên, không giờ thầy quên làm cái này luôn cho nó thành cái file để thầy lưu luôn các bạn, đúng không? Để mất công mình cứ vẽ đi vẽ lại hoài mệt lắm. Đấy. Đấy, hiểu ha. Rồi chúng ta gán các cái đại lượng nó lên trên hình. Này rất là dễ đúng không? Đấy. OXY. Rồi, đó, cái hình nó là như vậy thôi. Chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chiếu nó lên, tức là có ma sát là mấy bạn phải chiếu lên UI, chiếu lên UX cả hai luôn, đúng không? Đấy, thường là như vậy. Rồi, câu A là mình chỉ vẽ hình và phân tích lực ra là như vậy là xong câu A rồi, ha. Rồi, đó là cái nội dung của câu A. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Được chưa? Câu B nó yêu cầu mình là gì? Là hãy tính gia tốc và cái này. Gia tốc nó liên quan đến định lực 2 Newton, đúng chưa? Rồi, và nó liên quan đến F ma sát thì có vẻ là mấy em phải chiếu lên OX trước. Nha, để học chiếu lên OY trước. Rồi sau đó có OY rồi mình sẽ tìm ra không gia tốc này đâu có cần. Đúng chưa? Gia tốc này mình có cái quãng đường rồi nè, mình có thời gian nè. Mình có vận tốc hay không nè. Rồi mình dùng cái công thức quãng đường là ra nha. Thì ở đây cái câu đầu tiên của mình tính gia tốc đó, mình dùng công thức là gì? S bằng V0T cộng 1 phần 2 AT bình. Nhớ công thức này ha. Thay vô S của mình là 3, V0 của mình là 0, T của mình là 2 cộng 1 phần 2 A nhân cho 2 bình. Vậy này suy ra là 2A bằng 3, A bằng 1,5 mét trên giây bình phương. Rồi xong cái gia tốc. Sau đó mình sẽ chiếu, chắc chắn là mình phải dùng định lực rất là nổi tiếng, đó là định lực 2 Newton nha. Theo định lực 2 Newton. Thì nó có mấy cái đại lượng mà mình biết rồi đúng không? F ma sát. Đó. Cộng với gì? B. Trọng lực. Cộng với gì? Phản lực. Cộng với gì? F kéo. Tổng hợp lực. Đó. Cái này gọi chung là tổng hợp lực. Nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng tích khối lượng và gia tốc. Được chưa? M nhân vectơ gia tốc. A. Đấy. Ha.
Rồi sau đó chúng ta chiếu sao lên. Đầu tiên chúng ta sẽ chiếu sao lên cái gì trước? Chiếu sao lên ô y trước, được chưa? Hay là ô x, sao ô x trước chứ, đúng không? Rồi chiếu sao lên nếu ép ma sát nó chưa cho, đúng không? Cho ép kéo. À nó có rồi, rồi. Đúng rồi, tìm ép ma sát lại, chỉ có chiếu lên ô x là xong rồi. Chiếu sao lên chừng nào hệ số ma sát nữa mới chiếu y nha. Lên ô x ta được, đúng không? Cái này thầy chỉ một lần rồi nhớ không? Ép ma sát nữa nè nè, vậy chứ ha, nói lại một lần nữa ha, đây nói lại một lần nữa nè, ở đây nha, ép ma sát đúng không, khi mình chiếu lên ô x đúng không, đây. Nha, khi mình chiếu lên ô x nha, là ví dụ cái hệ trục ô y nó làm gì nè? Đúng chưa, đó nếu mình dời xuống nó là như vậy đó, được chưa, rồi khi mình chiếu lên ô x thì ép ma sát chú ý nó nằm bên trái, nó mang dấu trừ, nó bằng là trừ F ma sát. Còn cái B này chiếu lên X nó nằm ngay chân số 0, là không là không có độ dài cho nên bằng 0. Nên N cũng gì chiếu thẳng lên nó nằm ngay vị trí ô cũng bằng 0. Còn F kéo chiếu lên X nó nằm bên tay phải, vậy là dấu cộng. F kéo bằng M, cái vectơ gia tốc của mình đúng không? Nếu mà nó chuyển động theo chiều dương á, thì cái vectơ gia tốc nó cùng hướng vectơ vận tốc. Cho nên khi chiếu lên nó nằm bên phần dương, đó chính là độ lớn của vector A đó, chuẩn của nó là như vậy đó, học như vậy là người ta mới sợ chứ đừng có làm cái kiểu lê khơi, bạn hiểu không, lý là bạn phải hiểu bản chất luôn, mà phải ghi cho nó thật là kỹ chứ học cái kiểu mà bắt chước công thức mà áp áp vô là nữa, khi mà lên đến lớp 12 bạn sẽ không có học được nguyên lý luôn. Rồi ép ma sát nha, rất là nhiều người dạy cứ dạy công thức không nhớ 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 OX là gì, nhớ Y gì, nhớ nhớ sao nhớ được, nó thay đổi một cái điều kiện nào đó là bạn sẽ thấy là nó không còn đúng nữa. M nhưng đúng ra là độ lớn vậy nó mới chuẩn, được chưa? Rồi bạn sẽ rút ra đây là cái gì, yêu cầu bạn tìm là F ma sát đúng không, mình chuyển vế ra được không, ở đây là dấu trừ nè, chuyển qua bên phải, chuyển ngược lại lấy F kéo đúng không, đó trừ cho M nhân độ lớn của A. F kéo của mình là đề cho là bao nhiêu, 10 Newton à. Trừ M là nhiêu? M là 3. Độ lớn của A là 1,5. Là 10 trừ cho 3 nhân 1,5 là 4,5. 10 trừ cho 4,5 là nhiêu? Là 5,5. Rồi. Đó, rồi là xong. Đó. Quá chuẩn. Rồi hiểu ha. Rồi, vậy là chúng ta sẽ đi vào câu tiếp theo nha. Câu 6. Rồi, câu 6 nha. Henri Rila quả bóng thi đấu chính thức của Adidas tại World Cup 2022 đã được trang bị công nghệ tiên tiến. Nó không chỉ hỗ trợ tối đa các trọng tài mà còn giúp đo chính xác nhất tốc độ của quả bóng. Chơi bóng. Tính tới thời điểm này, cú đá phạt hàng rào của tiền vệ Lu Chavez Mexico ở trận thắng trước Ả Rập Xê Út ở vòng bảng đang là bàn thắng có tốc độ nhanh nhất World Cup 2022 khi đạt tốc độ tối đa là 121,69 km/h. Rồi cái tốc độ tối đa nó là như vậy. Rồi nó kêu là biết khối lượng của quả bóng Onrila là 420 g. Thì mình tóm tắt ra 420 gram 1 kg là 1000 gram, mình đổi ra là 0 phẩy mấy, 0,42 kg, và thời gian chân tiếp xúc với bóng đúng không, trong quá trình tiếp xúc với bóng á, thời gian của nó là 0,05 giây, tức là t là 0,05 giây, chưa, thời gian tương đối rất ngắn có thể bỏ qua lực cản không khí, tính gia tốc của quả bóng và gia tốc của quả bóng đó, gia tốc của quả bóng và lực chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng, lực chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng nè, biết quả bóng, thời gian tiếp xúc bóng, tức là đầu tiên hiểu không, tức là đầu đầu tiên bạn hiểu không, cái
Thời gian tiếp xúc quả bóng. À, nó cho đây vận tốc nữa nè. Tốc độ tối đa. Tức là ban đầu mình hiểu là sao? Cái tốc độ này chính là cái tốc độ lúc sau khi nó rời khỏi bóng. Bạn hiểu không? Cái tốc độ này lúc sau, còn cái tốc độ lúc đầu khi nó mới bắt đầu đá là bằng không. Rồi tới khi nó vừa chạm bóng, mình hiểu không? Chạm vô quả bóng á là tức là V không của mình, hiểu không? Là bằng không. Còn cái V lúc sau của mình á là 121,69 km/h. Đổi ra mét giây là mình chia cho 3,6. Nó ra là 33,8027, vậy làm tròn 80 thì thường hai chữ số mà 02 bỏ luôn số 0 đi, 33,8 thôi nha. Rồi 33,8 mét trên giây. Tức là đầu tiên cái hàng ngũ hũ này trước khi nó xúc, đúng không? Là vận tốc nó bằng không. Được chưa? Sau khi nó xúc đụng cái quả bóng thì cái vận tốc nó đạt là 33, không, đến khi tốc độ, đúng rồi, tốc độ tối đa là 120, đúng rồi đó ha, có tốc độ nhanh nhất. Rồi cái thời gian mà để nó nè, biết có lượng quả bóng này 40 giây ha, thời gian chân tiếp xúc với quả bóng, thời gian chân tiếp xúc bóng là bao nhiêu? 0,05. Tức là mình hiểu như thế nào đây ta? Thời gian mà nó chân mà để tiếp xúc với cái quả bóng á, tức là từ lúc mà nó bắt đầu đá cho đến cái lúc mà nó đụng vào bóng á là 0,05 giây. À, là thời gian tương đối rất ngắn có thể bỏ qua lực cản không khí. Tức là mình hiểu như thế nào? Tính gia tốc của bóng và lực chân và hữu tác dụng lên quả bóng này. Và ví dụ ở đây nè, chúng ta hiểu đây là một cái quả bóng đó, nó đang đứng yên đúng không? Đó, đang đứng yên là cái vận tốc ban đầu của nó là bằng không, được chưa? Hiểu vậy cho nó dễ nha. Rồi mình tính quả bóng chứ không tính cái chân đâu. Rồi sau khi cầu thủ nè, nó lấy cái chân nó xuất vô đây thì tất nhiên là cái thời gian mà nó tiếp xúc cái quả bóng để cho nó đạt cái vận tốc cao nhất đó, là ví dụ cái bóng nó méo qua một miếng, ví dụ gì nó ẩn qua một miếng gì, giống như là nó mớp vô, bạn hiểu không? Mớp vô là trong cái hình học không gian mà nó bị biến dạng á, hiểu không? À, giống như lấy cái chân nó sút vô cái quả bóng này thì nó trở thành cái hình như thế này, nhưng mà lúc này cái quả bóng á là trong cái thời gian mà nó chuyển từ cái vận tốc bằng không tới cái vận tốc v max của nó đó là v đó, là trong cái khoảng thời gian đó là 0,05 giây đó. Tức là mình hiểu là hiểu gì ha, cho nó dễ. Đó, tức là cái thời gian mà nó đi từ cái quả bóng mà vận tốc bằng không cho đến cái vận tốc cực đại. Thực chất là vận tốc cực đại này nó chưa, cái bóng nó chưa chưa có đi đâu, nó bắt đầu đi thôi, bạn hiểu không? À, tức là nó mớp vô nó bắt đầu chuyển động à. Hay nói cái khác là nó lệch qua một miếng gì nè, mình hiểu gì đi cũng được luôn đó. Ví dụ này là V nè, trong khoảng thời gian mà từ đây tới đây đó là T đó. Đó, nhớ gì cho nó dễ ha. Rồi tính vậy đi chứ đừng có tính cái chân nha. Rồi đấy, đúng, nếu bản chất nó là như vậy đó, hiểu không? Tức là chúng ta hiểu từ lúc mà nó đi, từ lúc mà nó chạm vào bóng, cái quả bóng đang đứng yên nha, rồi sau đó cái quả bóng bắt đầu chuyển động mà tới cái vận tốc cao nhất của nó đó là 0,05 giây đó, và tính gia tốc và lực chân của thủ tác dụng lên quả bóng này thì chúng ta hiểu hiểu cái bài toán là chúng ta đưa về cái thực tế mà chúng ta đưa về trong cái việc làm toán đó là như vậy đó, được chưa? Rồi gia tốc mình dùng thức là gì? V nè bằng V0 nè, là vận tốc ban đầu của bóng đó cộng AT, đúng không? Đó, tức là lực thì nó mới sinh ra gia tốc, đúng chưa? Rồi mình lấy cái gia tốc, mình lấy V trừ V0 chia cho T. V là 33,8 trừ V0 là 0, chia cho T đây là 0,05. Rồi chúng ta tóm ra 33,8 chia 0,05
À, đó là 676. 676 mét trên giây bình phương nha, đó là gia tốc. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng để tính cái lực thì chúng ta dùng định lực hai Newton, đúng chưa? Nhưng mà ở đây chúng ta bỏ đi cái lực ma sát, được chưa? Chỉ có lực kéo thôi. Thì trong cái hình này chúng ta sẽ bỏ đi một cái đại lượng không cần dùng trong này, đó là lực ma sát. Đây nó không có nói gì lực ma sát nha. Đấy, còn có nhiều người người ta chỉ tính là F M nhân A thôi. À, người ta cái không có dùng luôn cái trục này làm gì. Ở đây mình đang hiểu là đây là cái quả bóng đấy. Mình đang làm cho hình đó là cái quả bóng đó, hiểu không? Rồi. Ở đây ha là mình sử dụng định lực hai Newton, mình cũng chiếu rồi mình bỏ đi một đại lượng thôi, đó là đại lượng F ma sát, được chưa? À, rồi mình bỏ đi F ma sát thôi, rồi mình chiếu lên bình thường, hiểu ha? À, rồi mình sẽ rút ra cái gì? Rút ra ở đây không phải là F kéo nha, lực tác dụng F được rồi. Rồi rút ra F bằng M nhân độ lớn vectơ A. M là nhiêu? Để cho quả bóng khối lượng quả bóng là bao nhiêu? 0,42 gram. Đó, mình mới lấy khối lượng này chính là cái quả bóng chứ mình không có xét cầu thủ ha, cái chân cầu thủ nha. Nãy thầy nói chỗ đó cũng không hợp lý đó. Trở lại là 0,42, hiểu không? Nói lại mới đúng á. Rồi, ở đây mình sẽ nhân độ lớn của 676. Đó là 0,42 nhân 676. Thường giáo viên ta không có để chỉ tuyệt đối này, bạn không có để độ lớn mà để là cho bạn hiểu bản chất, để nữa có dấu trừ mà phải để là trừ chỉ tuyệt đối. Chứ còn bạn không hiểu, có nhiều người đặt dương âm thì tùm lum tà la, bạn học hồi bạn không hiểu lý lý nó là gì luôn, bạn học giết rồi bạn giống như bạn là con vẹt nha, là không hiểu đó. Rồi ở đây là 283,92, 283,92 đó Newton. Rồi bạn hiểu chưa? Đó là chúng ta tính ra được F xong câu câu 6 ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 7 nè. 7 nha. Câu 7 như thế nào? À, câu 7 đây. À, DXL5 khẩu súng trường. Cái này khẩu súng trường bắn tỉa uy lực nhất thế giới hiện nay do hãng vũ khí Nga sản xuất năm 2021, có tầm bắn xa nhất có thể lên đến 7 km. Ghê không? Tầm bắn là tới 7 km luôn. Tốc độ viên đạn khi rời khẩu súng là nhiêu đây? Đến khi đạt lên bao nhiêu đây? À, là ở đây mình hiểu không? Cái vận tốc ban đầu của mình đúng không? Đấy, khi rời khẩu súng là V0, được chưa? Đấy, V0 đó là bằng 1.200 m, đúng không? 1.200 m trên giây và đạt đến vận tốc cực đại, tức là V lúc sau ha, 1.500 m trên giây. À, xin lỗi, cái này nó không phải bạn ơi, cái này là nó nói vậy thôi nhưng mà nó hỏi cái dưới này coi đúng không nha, để mình coi coi. À, khẩu súng DXL5 đặt ở độ cao, cái này là để thầy coi là tóm tắt nha, này áp dụng nha. À, áp dụng một khẩu súng đang đặt ở độ cao là 1,6 m so với mặt đất, rồi bắn viên đạn theo phương ngang với tốc độ khi rời nòng súng là nó cho này khác rồi nha, V1400, còn cái kia là khác nữa đúng không? Kệ nó đi, tính thời gian viên đạn bay trong không khí và tầm bay xa cho D. Nó nói là gì? Tính thời gian viên đạn bay trong không khí, thời gian viên đạn bay trong không khí và tầm bay xa, tính T bằng bao nhiêu giây và tầm bay xa nha, là L đó, bằng bao nhiêu mét, rồi nó cho gia tốc trọng trường là bao nhiêu? 9,8 m trên giây bình phương, bỏ qua mọi lực cản
thì mấy bạn hiểu làm sao. Cái thông tin ở trên này là cho đọc cho vui thôi, không có dùng dùng cái dưới này nha. Tức là ở độ cao là h nè, đặt trên độ cao, tức là cái này nó bay theo cái phương ngang, bạn hiểu không? Tầm bay xa là tính theo phương ngang, được chưa? Giống như chuyển động ném ngang vậy đó bạn, hiểu ha? Đấy, bài này mình không hiểu chuyển động ném ngang là không làm được đâu nha. Tính thời gian viên đạn bay trong không khí và tầm xa của viên đạn. Rồi, những cái bài này. Đó, cái bài này chúng ta, đúng không? Tức là cái bài này đối với chúng ta là chúng ta sử dụng cái công thức ném ngang, được chưa? Giống như ném ngang vậy đó, mà không biết công thức ném ngang là thua rồi. T đúng không? T là bằng cạnh 2H chia D, là chúng ta dùng công thức ném ngang nha. Ném ngang không biết là thua rồi đó. Nói chung là ứng dụng, hiểu không? Cái viên đạn nó bay theo cái dạng giống như viên đạn này, nó bay từ ngang, nó rớt từ từ xuống đất. Cái hình này là do nó ngắn quá, nhưng mà trong không gian nó dài lắm, bạn hiểu không? Trong không gian thì cái viên đạn nó bay gì nó rớt gì đó, nó xa lắm. Còn đây là do quả bóng này nó ngắn, mình nhìn nó ngắn thì cũng là một cái đường cong thôi, được chưa? Đấy. Đường cong xuống á, được chưa? Rồi, vậy đây chúng ta hiểu ha. À, thì cái chúng ta dùng cái thời gian thì theo công thức ném ngang là T bằng căn 2H chia D, được chưa? Đấy, T nè. À, thời gian rơi của bạn là căn 2H chia D đó. Rồi, T nha, bằng căn 2H chia cho D. 2 nhân cho 1,6. C là 9,8. Rồi, bấm máy ra. Căn 2 nhân 1,6 chia 9,8 bằng là 0,57. Nha, nói chung lý là làm tròn hai chữ số, không cần ghi gần bằng luôn. Bên vật lý nó vậy đó. Còn bên hóa cũng phần trăm cũng vậy luôn, có bên toán là mới ghi xấp xỉ thôi. Rồi tiếp theo là tầm bay xa là L V0 T, mình có V0 rồi đúng không? Đó, mình có T rồi, thay vô V0 của mình là trong trường hợp là lấy dưới nha, chứ không phải lấy trên nữa nha, 1,4,0. Rồi T của mình là tìm ở trên là 0,57 nha. Đó, mình lấy 1,4,0,0 nhân 0,57 là ra 798 nha. 798 mét đúng không? Rồi là xong. Đó, chúng ta hoàn thành xong câu 7 nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu cuối cùng, câu 8. Rồi câu 8 là gì? Đúng nha. Rồi là như thế nào đây? Đây, một vật chuyển động thẳng có đồ thị chuyển động dt, cái đồ thị này là một cái nhánh của parabol, được không? Rồi, dựa vào đồ thị em hãy cho biết tính chất của chuyển động, tức là mình phải dựa vào đồ thị, nó cho cái đồ thị nha dt, rồi mình hãy nêu cái tính chất chuyển động. Rồi thứ hai là tính gia tốc của vật và vận tốc ban đầu, là gia tốc là bằng bao nhiêu mét trên giây bình phương, và vận tốc ban đầu là V0 bằng bao nhiêu mét trên giây. Đó, thì cái mình biết cái tính chất của chuyển động, được chưa? Thì cái bài này mình thấy nè, ví dụ 1 giây đúng không, ban đầu 1 giây đúng không, mình nhìn cái đồ thị thế này nha, chiếu ngang thì cái quãng đường đi được tới đây. Ví dụ 2 giây này nó đi được 32 mét. Đúng không? À, 2 giây đi được 32 mét. Ví dụ 5 giây nó đi được có 50 mét thì nó giảm cái quãng đường này. Theo thời gian là nó giảm lại. Quãng đường nó đi, cái quãng đường nó đi không nha, không có dài ra hơn theo thời gian. Đúng không? Ví dụ 1 giây đầu nó đi được tới ở đây, ví dụ ở đây là nhiêu không biết nha. Nói chung là nhắm chừng đây, khoảng một cái mấy ô. 2 giây nó đi có 3 phẩy mấy ô. 3 giây nó đi được 4 phẩy mấy ô, 4 giây đi gần 5 ô, sao tức là trong những cái thời gian cứ một giây liên tiếp thì những cái quãng đường nó đi càng ngắn lại, tức là mình hiểu là đây là chuyển động chậm dần đều. Đó, rất là nhiều bạn không không hiểu đây là tại sao nó là chuyển động chậm dần đều, hiểu chưa? Đó, rồi vậy là mình hiểu ha, đó là giải thích rồi đó. Đây chính là tính chất của chuyển động nha. Đó là chuyển động
chậm dần đều à, chuyển động thẳng chậm dần đều ha, trong này nó có chữ thẳng nè. Rồi chúng ta không có học chuyển động công đâu bạn, chỉ có thẳng thôi, tại vì nó sẽ chữ thẳng vô trong chương trình, chúng ta không học chuyển động công dần đều nhé. Và tính gia tốc và vận tốc thì cái bài này cái đồ thị nó cho liên quan đến thời gian rồi, thấy không, cho cái số liệu thời gian và cái số liệu đó là liên quan đến gì. Cái bài này là liên quan đến D và thời gian, và nó hỏi hai đại lượng, mình không lập hệ phương trình là không có đãi ra. À, mình phải chọn cái điểm D là những cái mốc nào mà mình nhìn vô mình biết được vị trí cụ thể nó luôn. Đây nè, một nè, đây nè. À, cái vị trí một này đúng không, là T bằng 2 thì quãng đường đi được là 32. Và cái vị trí 2 đúng không, là T bằng 5 thì quãng đường nó đi được là 50. Mà giữa đại lượng D với T nó có công thức liên quan với nhau, được chưa? Chữ D này chẳng phải là chữ S các bạn ơi, đúng không, mà là nó để chữ D đó. Dùng công thức đó là mình thay hai số liệu đó vô, giải cái hệ ra là xong. Đó, và đây là những cái câu mình rất xuất hiện rất là nhiều trong cái đề lớp 12 thi đại học đó ha. Sau này mấy em sẽ gặp. Rồi, thì ta có nha, ta có cái công thức là D, D là chữ S các bạn hiểu không? Trong trường hợp này D là chữ S đó, là V0T cộng 1 phần 2 AT bình á, hiểu không? Đó, chúng ta thay cái đó vô ha. Tức là chúng ta có công thức như vậy để chúng ta xét nè. Khi T bằng 2 giây thì D nó bằng 32, đúng không? Đó, nhìn lên hệ trục mình biết là 32 mét ha. Để chúng ta suy ra được cái phương trình 1. Được chưa? Suy ra. Tức là đúng ra để cái sao ha. Từ sao thay vào sao ta được nha. Để gì cho nó nhanh khỏi ghi lại nha bạn. Đó là D là 32 nè. V0 là đang đi tìm, để lại T của mình là 2 cộng 1 phần 2. A T bình nha, là 2 bình. Rồi mình giải phương 2 V0, mình để phương trình hai ẩn mình bấm ra, bạn hiểu không? 1 phần 2 2 bình là 2A bằng 32. Để cho nó gọn thì V0 cộng A bằng 16. Đó là mình được cái phương trình 1, hiểu ha. Cái này là kiến thức năm lớp 9 là giải được rồi. Tiếp theo là gì? Khi T mình nó bằng là 5 giây thì D nó bằng 50 mét. Đó, thì D bằng 50 mét. Thay vào sao ta được luôn nha. Rồi. Được chưa? Ở đây nha, ở đây bằng 50. Thay vô là D là 50. Đó. Rồi V0 T là 5 cộng 1 phần 2 A nhân 5 bình. Đó, thì đây tính là 5V0 cộng cho 25 phần 2 A là 12,5 luôn đi. Đó là bằng 50. Rồi phương trình 2. Hoặc là bạn để đây số 1 cũng được, là khỏi rút gọn cũng được. Rồi. Đó, rồi bạn từ 1 và 2 bạn có hệ phương trình bạn giải ra. Đúng ha? Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Đó, mình đưa vô cái hệ phương trình để mình giải ra. 2V0 cộng 2A bằng 32. 5V0 cộng 12,5A bằng 50. Rồi chúng ta bấm cái này ra nha, là chúng ta giải ra được hai đại lượng chưa. Đấy. Bấm máy ra mod 912 nha, 2 bằng 32 bằng 5 bằng 12,5 bằng 50 bằng 20 với trừ 4. Đúng không? Chậm dần mà, đúng chưa? Rồi 20 mét trên giây. A bằng trừ 4 mét trên giây bình phương. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái đề này ha. Đó.